Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực thi và tận dụng các hiệp định thương mại tự do hay còn gọi là các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, đã đem lại hiệu quả tích cực với kinh tế Việt Nam, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Từ đó, thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đã mở rộng, vươn ra nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, dư địa để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA còn rất lớn, đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa từ chính quyền các cấp cũng như những đột phá trong tư duy hành động của doanh nghiệp để có thể gia tăng hơn nữa cơ hội từ các hiệp định thương mại. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, các doanh nghiệp trong tỉnh ngày một thuận lợi hơn trong tiếp cận và tận dụng cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp của tỉnh đã mở rộng, vươn xa ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, tập trung ở các thị trường quan trọng như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp sang các thị trường của 3 FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Vương quốc Anh. Có lợi thế đặc biệt khi mà tham gia cái Hiệp định Thương mại thế hệ mới của Việt Nam, đó là cái Hiệp định với Liên minh châu Âu. Thì trong các nước Đông Nam Á và nhiều nước có điều kiện tương tự như Việt Nam, thì hiện tại mới có Việt Nam có Hiệp định Thương mại Tự do Toàn diện với Liên minh châu Âu. Và đây là một cái cơ hội rất lớn đối với doanh nghiệp. Cùng với một sản phẩm cùng loại, khi mà các nước có cái điều kiện tương tự như Việt Nam, ví dụ như Thái Lan, thì xuất khẩu sang châu Âu thì vẫn đang phải hưởng cái thuế ưu đãi, thuế quan phổ cập GSP với cái mức bình quân là từ 12 đến 15%. Trong khi đó các sản phẩm xuất khẩu tương tự của Việt Nam thì được hưởng cái thuế quan là từ 0 đến 5% và phần lớn là về 0%. Điều đó sẽ tạo ra một cái sức cạnh tranh rất lớn đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đối với cái thị trường châu Âu nói riêng và các nước mà Việt Nam đã ký cái hiệp định thương mại tự do nói chung. Để giúp các doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ các FTA, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, vụ đa biên, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức phổ biến nội dung các hiệp định FTA như tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm dệt may, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, xúc tiến đầu tư, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Phổ biến quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu. Xây dựng website biểu thuế fta.ninhbinh.gov.vn, cung cấp thông tin về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, đồng thời hỗ trợ tra cứu trực tuyến biểu thuế quan ưu đãi mà các nước dành cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hiệu quả việc ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên sâu để phổ biến các thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là các thông tin về các lộ trình miễn giảm thuế quan, thông tin về cái việc sử dụng cái xuất xứ hàng hóa để vượt qua những cái rào cản về thuế quan để hưởng ưu đãi về thuế, và đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc là xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường các nước. Và một nội dung hết sức quan trọng đó là Sở Công Thương đã làm tốt cái vai trò là thường trực ban chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh trong cái việc cung cấp các thông tin và làm rõ các cam kết từ cái hiệp định thương mại thế hệ mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để cung cấp thông tin về thị trường, cung cấp thông tin về những cái chính sách xuất nhập khẩu của các nước tham gia hiệp định thương mại tự do đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp kịp thời có cái phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Tỉnh cũng đã quan tâm phát triển các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế, tiềm năng của tỉnh như dệt may, da giày, xi măng, camera và linh kiện điện tử, nông sản chế biến theo hướng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe của thị trường các FTA tự do thế hệ mới. Ngoài thị trường truyền thống, tập trung phát triển thêm các thị trường có tiềm năng như thị trường châu Âu. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá, ước đạt 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,5% so với kế hoạch năm. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các thị trường đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam đều ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh. Ninh Bình cũng đang có cái tăng trưởng
rất tích cực đối với các cái thị trường mà sang có cái FTA xuất khẩu sang hơn 80 thị trường trên thế giới. Doanh nghiệp Ninh Bình thì nên có sự kết nối lại với nhau, làm sao để có thể là phối hợp với nhau tạo ra được cái chuỗi giá trị nó tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, và tập trung vào những cái ngành hàng mà chúng ta có cái dư địa, có cái thế mạnh. Các doanh nghiệp của tỉnh cũng không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm kiếm thị trường mới, khai thác lợi thế từ các FTA. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Estas Mark Intimate là một trong những doanh nghiệp may mặc uy tín, có lợi nhuận cao trong ngành nhờ khả năng sản xuất sản phẩm có độ khó cao, đội ngũ lao động lành nghề và quản lý chi phí tốt. Từ nhiều năm trước, công ty đã chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, chuẩn bị và nỗ lực thay đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường tham gia các FTA, bao gồm các tiêu chí về sản xuất, chất lượng, môi trường, lao động. Nhờ đó, công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để duy trì hiệu quả hoạt động của 4 nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh với trên 2.000 lao động. Xác định rõ, trong thời gian tới, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng việc tiếp tục tiếp cận, khai thác các FTA vẫn là động lực chính để công ty nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thêm nhiều bạn hàng, tiềm năng mới. Khách hàng của tôi là chủ yếu trước đây là 90% là Mỹ, châu Âu thì rất là nhỏ. Khi mà nắm bắt được cái cơ hội bởi các cái hiệp định thương mại của Việt Nam với các cái đất nước châu Âu, thì công ty cũng đã đón đầu, cũng đã mở rộng quy mô các nhà máy. Trong cái quá trình đấy thì cũng hiểu rằng là phải muốn sản xuất và giao được hàng, bán được hàng cho những khách hàng châu Âu, thì cái hệ thống nhà máy mình nó phải đáp ứng được cái yêu cầu tiêu chuẩn của người ta về tất cả mọi cái hệ thống như trách nhiệm xã hội, hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kinh ngạch xuất khẩu Việt Nam gia tăng nhanh chóng, thì công tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài đang được các cấp các ngành triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ ngành có liên quan, phổ biến, cung cấp những thông tin cơ bản về phòng vệ thương mại, triển khai kịp thời thông tin danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh hoặc phòng vệ thương mại đến các doanh nghiệp, hướng dẫn các hiệp hội, các doanh nghiệp hướng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại, điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp của các nước đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Khi mà hàng xuất khẩu của chúng ta có được chỗ đứng tại thị trường, có cái sự cạnh tranh với cái hàng hóa của nước nhập khẩu, thì nước nhập khẩu có thể sử dụng các cái công cụ phòng vệ thương mại để mà áp dụng các biện pháp như là chống bán phá giá, như là trợ cấp, như là tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Và nếu như điều đó xảy ra thì doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và có thể là những cái tác động tích cực do hội nhập đem lại, do những cam kết giảm thuế đem lại thì cũng sẽ bị triệt tiêu. Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động xuất khẩu, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng tỷ lệ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực sự hiểu và khai thác được cơ hội từ các FTA vẫn còn có những hạn chế nhất định. Nhiều doanh nghiệp khi mà tôi trao đổi, họ cũng ngại là thứ nhất là ngại các cái rào cản thương mại, ngại về các cái chưa hiểu rõ về cái hiệp định, rồi là kể cả ngại là cũng chưa có những sự hỗ trợ hay đồng hành từ các cơ quan có liên quan. Nên tôi nghĩ là bây giờ với cái định hướng của chính phủ và của các bộ ngành cũng các địa phương trong cái việc mà hỗ trợ và đồng hành doanh nghiệp trong thời gian tới, thì những cái vấn đề lo ngại đấy cũng sẽ được giảm đáng kể. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phát triển ổn định, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước để giảm thiểu các tác động tiêu cực, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu để ứng phó với phòng vệ thương mại từ các nước. Phát triển sản xuất xanh, sản phẩm xanh, tìm kiếm thị trường mới để khai thác hiệu quả hơn lợi thế từ các FTA đem lại. Chúng ta có thể chủ động được nguồn nguyên liệu, cố gắng tối đa là những nguồn cung cấp đấy sử dụng ở trong nước. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta, các doanh nghiệp thì cũng cần nắm ít nhất là cơ bản về các cái quy trình điều tra phòng vệ thương mại là như thế nào. Vấn đề thứ ba đó là cũng là một vấn đề rất là quan trọng, đó là việc doanh nghiệp phải nắm lưu giữ được hệ thống sổ sách, chứng từ, kế toán,
cũng như là các cái chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA hàng năm của các địa phương, FTA Index. Đồng thời giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai bộ chỉ số FTA Index sẽ giúp các tỉnh, thành phố thay đổi tư duy và cách làm trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tận dụng các FTA. Cùng với những cơ chế, chính sách mà tỉnh đã và đang thực hiện, năm 2023, Ninh Bình hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện thành công mô hình trồng sâm bố chính của Hợp tác xã Sâm Cúc Phương Pô Chi trên địa bàn huyện Nho Quan bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Các sản phẩm của Hợp tác xã đã từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm sâm được các thành viên Hợp tác xã triển khai trồng trên diện tích gần 4 hectare tại địa bàn xã Yên Quang và Cúc Phương, huyện Nho Quan. Thuộc khu vực bìa rừng quốc gia Cúc Phương, có hệ sinh thái đa dạng, nguồn nước suối tự nhiên cũng như thổ nhưỡng rất phù hợp cho sinh trưởng và giá trị trong y dược của sản phẩm sâm bố chính. Hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bồ Trì mới được thành lập năm 2022, song đã sớm triển khai sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sâm bố chính. Ngay từ khâu trồng ấy, là chúng tôi dùng hoàn toàn bằng phân chuồng và ủ với cơ chế vi sinh của cái hướng dẫn của Viện Sinh hóa Việt Nam hướng dẫn cho chúng tôi, thì cái phân đó nó sẽ được phân hủy toàn bộ và nó cắt các cái đoạn mạch của các cái chất hữu cơ thành các cái axit amin để cho cây nó hút vào. Đấy là cái phần ban đầu. Và cái phần thứ hai nữa là để tạo ra các cái chất, các amino acid cho thật tốt trong chất lượng sâm ấy, thì chúng tôi dùng bằng đạm cá, chùn quế và dịch chùn quế rong biển chùn quế. Đấy, và chúng tôi cũng ủ vi sinh. Nhờ cái quá trình mà ủ vi sinh dưới sự hỗ trợ của Viện Công nghệ Việt Nam ấy, thì chúng tôi đã thu được những cái loại phân bón bằng hữu cơ rất là tuyệt vời. Đấy, nhờ có đó mà cái chất lượng của sâm tăng lên rất là tốt. Các sản phẩm chính hiện nay của Hợp tác xã gồm bột sâm Cúc Phương Bồ Trì Tiến Vương, hoàng trà Bảo Sâm, rượu sâm. Để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chuyên sâu về sản xuất, kỹ năng quảng cáo sản phẩm, kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng tem nhãn, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến, với tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng. Giúp Hợp tác xã hình thành chuỗi giá trị sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, uy tín sản phẩm đối với người tiêu dùng. Đây là tiền đề cần thiết để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm sâm Cúc Phương Bồ Trì. Mình đầu tư về máy móc để chế biến thì nó có rất nhiều thuận tiện cho hợp tác xã. Cái thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là cái năng suất mà để mình chế biến và cái chất lượng của sản phẩm thì nó cực kỳ là tốt. Có thể nói là các cái công nghệ máy đây là đang là loại máy tốt nhất trong thị trường. Kết quả kiểm nghiệm bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng và Viện Vệ sinh An toàn Thực phẩm Việt Nam cho thấy sâm Cúc Phương Bồ Trì chứa rất nhiều hoạt chất tốt, có tính dược cao, có tác dụng bổ sung vi khoáng hàng ngày, đặc biệt là canxi tốt cho xương, răng, sắt tốt cho máu và các axit amin thiết yếu phục hồi thể lực suy nhược, tăng cường năng lượng, giúp tinh thần hưng phấn, sảng khoái, giải phóng sự căng thẳng mệt mỏi, an thần, đặc biệt chống mất ngủ, đau đầu, hỗ trợ điều trị các bệnh về thần kinh, tim mạch. Chỉ sau một thời gian ngắn đưa các sản phẩm của hợp tác xã ra thị trường, bước đầu đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Như chú cũng kiểu đang bị điều trị cái bệnh gan đấy, nó suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể mà cái lúc đấy thì người trông nó tiểu tụy lắm. Thế chú uống hết 10 lọ thì bắt đầu cơ thể bắt đầu nó hồi phục. Coi như người thấy là nước da nó sáng lên, xong là người nó khoan khoái, xong nó thảnh thơi, xong là nó khỏe khoắn, ăn ngon ngủ yên. Đấy, xong chú nó uống tiếp nữa là đến đấy, đến bây giờ là sức khỏe của chú nó tốt này đấy.
để xây dựng thành công thương hiệu sâm Cúc Phương Bồ Trì đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của hợp tác xã trong việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, trong đó có chuyển đổi số trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cho ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng và các đối tác tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Công nghiệp và Thương mại kỳ này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương